Dạ rồi, cửa hàng Vi Cá xin kính chào anh em ha. Video hôm nay của em là em sẽ lên một lô máy vừa sạc vừa máy pin. Mà thể lệ buôn bán bên em á, từ đó giờ là máy pin toàn bộ là em luôn luôn là bán mù anh em nhé. Anh em mình xem kỹ là em bán mù, máy pin toàn bộ là bán mù, không có test tại nhà em cũng không có bên. Như ví dụ hàng nhà em á, đây là giá tiền. Khi mà chờ em quay video em sẽ để một mã số ở đây, anh em mình xem kỹ mã số và chốt theo giá theo cái mã số giúp em nhé. Với lại mỗi đơn bên em là cọc trước 100k, cọc trước 100k em mới đi đơn, anh em mình thông cảm giúp em nha, cọc em mới đi đơn bởi vì bữa nay tình trạng bơm hàng nhiều quá, anh em mình thông cảm giúp em. Em sẽ lên một lô sạc và lô máy pin như thế này, toàn bộ là em bán mù á, em bán theo lô. Mấy hôm em phân lô nó nhiều thì anh em mình mua không hết, anh em hay bảo là phân lô ít ít lại, bên em phân lô ít lại 2 cây 3 cây có nha. Mình xem kỹ giúp em. Bây giờ em quay máy, mã đầu tiên là máy mã sạc, mã nhiêu bé? 410 hả? Rồi mã đầu tiên hôm nay là mã 410, 150k cho cái lô sạc này. Lấy ra em. Rồi 6 cục như thế này, hàng Hitachi, một cục không dây. Cục này không dây, một cục dây điện này nó bị ấy rồi anh em nha, còn 4 cục là có dây. Để xích vô em. Cái cục này thì nó bị dính cái gì à, nó dơ lắm nhá, không bể vỡ. Không bể vỡ. Sao lật lên vậy? 6 cục Hitachi anh em nhá, mã 410, 150k 6 cục. Mã 411 cũng 150k luôn. Nói chung mỗi lô là em bán 150k. Hàng Nati, bên này là bên sạc Nati nha. Cái này là sạc, em nói lộn, sạc Nati. Một cục không dây, dây còn cái cục này dây nó hơi xấu. Chỉ có một cục là không dây thôi anh em nhé. Sạc Nati này đó, nó có từ 2V4 hả? Sạc Nati này là 2V4 anh em nhé. Sạc này sạc nhỏ à. 36 cục, 411, 150k. .412 150k, hàng Panasonic, có dây điện, có dây luôn, có một cái này là Nati, 5 cục Nati luôn, chỉ có một cục Panasonic thôi anh em ơi. Như thế này đều toàn bộ đều là có dây điện luôn, 5 cục Nati, 1 cục Panasonic như thế này. Cái này cũng hình như có 2V4 à. Tại em thấy mấy cục này nhỏ nhỏ, em cũng không biết nó phải không. Toàn bộ là 6 cục luôn, 1 lô có 6 cục như thế này. Mã 412, 150k. .413, 200k. Hàng Ruby. Một cục không dây. Chỉ có một cục là không dây thôi anh em ha. Từ 7V2 cho tới 12V. Cục này 7V2 tới 12V. Này 7V2 đến 9V6. Cái này 14V4. Nói chung nó đa dạng luôn anh em ha. Mình bấm đúng video là anh phóng to lên mình ra mình xem giúp em nhé. Mã 413, 200k, 6 cục VB. .414, 250k, 6 cục Hitachi, một cục không dây, từ 7V2 đến 18V anh em ha.
Lô này là 414 250k, 6 cục đều có dây. Rồi tiếp tục tới mã 415. Từ 7V 2 cho tới 12V. 5 cục. Lô này 5 cục hả? Này hàng gì vậy? Nati ha. Cái này là Nati. Nati 2 cục. Nati nè. Có chữ Nati đây không? Toàn bộ là 5 cục Nati luôn em nhé. Từ từ anh. Toàn bộ là 5 cục Nati 415 150k. Đây. Rồi, tiếp tục 416. Rồi, cũng là hàng Nati nữa. Có lộn không? Cái này 6 cục Nati. Mấy cục này nhỏ là chỉ có 2V 4 anh em ha. Một cục không dây, hai cục không dây. Hai cục không dây. 416 150k. Rồi, đi luôn. Rồi. 417 300k. Hàng Makita 6 cục. 1 2 3, 4. Một cục không dây anh em nhé. Cái này là một cục không dây. Rồi, rồi. Từ 7V 2 đến 12V 14V 4 anh em nhé. 7V 2 đến 14V 4. Mã 417 300k 6 cục. Đi luôn. Cái này là hàng của BCS 15 anh em nha. 6 cục như thế này, 418 130k là có 3 cục không dây và 3 cục có dây. 3 cục không dây, 3 cục có dây nhé. Từ 12V hả? Cái này sẽ thấy từ 12V tới số 15 không biết luôn. Không phải. Rồi cái này em không biết cái nó bao nhiêu V luôn. Mã 418 130k 6 cục. Bốn một chín 150k 6 cục Makita 7V 2 đến 10 7V 2 đến 14V 4 có 3 cục không dây và 3 cục có dây anh em nha. Toàn bộ nói chung một mỗi mã này là 10 là được 6 cục. 4 cục không dây. À có 4 cục không dây luôn. Cái này có 4 cục không dây, 2 cục có dây. Mã 419 150k. Bốn 20 300k hàng Nati 2V 4 đến 3V 6 3 đúng rồi 2V 4 đến 3V 6 có một cục 7V 2 đến 24V luôn anh em nhé. Một cục không có dây điện nè. Mã 420 300k. Cái này là em để lộn giá nha. Mã 420 150k. Có một cục không có dây điện. Em ghi lộn giá anh em ha. Hàng Nati. Rồi đi. Bốn 21 150k lại hàng Nati. 7V 2 đến 12V. Cục này 7V 2 đến 24V anh em nhé. Một cục không dây. Mã 421 150k. Bốn 22 400k. 3 cục Hitachi.
hai cục không có dây điện, một cục có từ 14V4 đến 18V. Cái này là sạc trượt nha anh em nha, sạc bên trượt. Cái này nó bị này ngoài USB hả? Sạc USB 422 400k 3 cục hay tôi chi. Đi. 423 200k 2 cục sạc chọt Makita 7V2 đến 10V8. 7V2 đến 10V8 2 cục nha anh em ha. 423 200k. Bốn hai bốn 200k Makita 3 cục, đều có dây, quanh đều có dây anh em nhé, từ 7V2 đến 14V4. 424 200k rồi đi anh. Bốn hai năm 180k Hitachi, 1, 2 cục có dây, 3 cục có dây, 4 cục, 5, bỏ cục kia lên, 5 cục, cục này là 4 cục có dây, 1 cục này là không dây anh em nhé. Cục thứ 6 này là bị có dây nhưng mà bị mớp chỗ này, bị mớp chỗ này từ 7V2 đến 24V, mã 425 180k 6 cục, 425. 426 150k 6 cục Nati. 6 cục này có một cục không có phích cắm anh em nhé. Cái cục này là không có có dây điện nhưng mà không có phích cắm. Từ 7V2 đến 12V, mã 426 150k. 427 150k 6 cục Hitachi. 4 cục không có dây điện và 2 cục có dây điện nhé. Từ 7V2 đến 24V. 4 mã 427 150k. 7V2 đến 24V đúng không? Thấy 24V đây không? Rồi đây. Bốn hai tám 150k 6 cục Makita, 1 cục không dây, 2 cục không dây, 3 cục không dây và 3 cục có dây luôn anh em nhé. 3 cục không dây và 3 cục có dây, từ 9V6 cho đến 14V4. 428 150k 6 cục Makita. 429 130k. Sao bỏ vô đây dữ vậy? 1 2 3 cục không dây, hàng BCS 15. 3 cục không dây và 3 cục có dây anh em nhé. Mã 429 130k. 430 2 cục Makita bên trượt 300k. 2 cục này là sạc từ 7V2 đến 14V4. Mã 430 300k 2 cục Makita luôn ha. 430 mã 431 150k. 1 cục không dây, 2 cục không dây, 4 cục có dây anh em nhé. Từ 9V đến, không phải, 7V2 đến 12V anh em nhé. Từ 7V2 đến 12V, mã 431 150k 6 cục.
432 250k 3 cục bốt. Từ 7V 2 đến 24V. 432 250k bốt đi luôn. 3 cục. 432 các anh. Mã 433 250k 3 cục bốt luôn. Cũng từ 7V 2 cho đến 24V luôn em ha. Một cục có dây điện nè. Trong đây có một cục không có dây điện luôn nha. Rồi một cục không có dây điện. 433 250k. 434 180k. Một cục không dây. Hai cục không dây. Ba cục không dây. Bốn cục không dây. Chỉ có hai cục là có dây thôi anh em nhé. Rồi cái cục này nó bị tét chỗ này luôn. Bị bể bị tét chỗ này luôn. 434 180k 6 cục. Bốn ba năm 300k 2 cục Makita. 7V 2 đến 14V 4. 435 300k. 436 200k. Nghe này nó thiếu mất cái gì nè anh em nha. Hai cục này không có dây điện. À nhìn thiếu này. Còn này nó nhìn nghịch nhau sao đâu á. Trong là anh em mình xem kỹ ha. 436 200k sạc 7V 2 cho tới đâu rồi. Hạ 14V 4. Rồi đây 436. Rồi tiếp tục mã 437 900k thùng bot. Thùng bot anh em nha. Đó đây. Một thân máy đẹp nè. Đó, có số này nó các kiểu đầy đủ luôn. 14V 14V 4. Binh đồ đẹp luôn em nhé. Đó, em chỉ nhá nhẹm chút thôi nhưng mà hàng bên này là em bán mù anh em nha. Nhìn đẹp luôn, thùng đẹp luôn. Một máy hai binh một sạc. Nói chung là một thùng bốt một máy hai binh một sạc anh em nhé. Máy đẹp tới 90% luôn, hàng mới lắm. Y như sơn màu sơn của nó còn ok luôn. Rồi mã 437 900k. Bốn ba tám 900k một con Makita. Con này 24V đầu nhiêu là 10 đầu nó hơi sượng luôn em nhé. Than cổ còn luôn, búa còn luôn. Này là nó sao nó chống chống chỗ này em không biết, hình như làm thấy nó lạ lạ. Ở đây có mũi nè, bình 24V. Rồi mã này là một máy một pin một sạc luôn anh em nha. Thùng này là thùng một máy một pin một sạc. Rồi hàng Makita mã 438 900k. Bốn ba chín 350k con cắt gỗ. Con này thiếu lưỡi thiếu tán đá. Lưỡi này chắc hai tư gì lưỡi nhỏ. Con này hàng Nati anh em nhé. Nút đảo chiều nó bị bởi mất miếng rồi, bị cứng luôn anh em nhé. 12V hàng Nati 12V. 439 250k. 440 900k. Con này cắt sắt 13. Con cắt sắt 13. Phi của nó là 13 nha anh em ha. Hàng organic. Ogara gì đó. 12V. Công tắc đồ, nút đảo chiều đồ còn ok luôn.
Đây, quay con quay cái tem mạc cho anh em mình xem luôn ha. Một máy và một binh. 440 900K. Ừ. 441 350K con Makita. 4, nút đầy đủ luôn nha, cốt bị cứng luôn em nhé. Con này là 7V2. À, công tắc ở dưới này nó mất cái đồ nghề á. Rồi 441 350K. .442 100K cho một cặp Makita khoan đầu sau 10 ly hàng Makita. Nút cò công tắc đồ đầy đủ, đầu bị sượn. Cốt xây được không? Cốt xây được nhưng mà đầu bị sượn anh em nhé. Cò công tắc cái nút đảo chiều. Nút đảo chiều xây được luôn mà. 442 100K một cặp bao ship. .443 100K cũng một cặp Makita. Cục này nó bị hở đó nha anh em nha. Nói chung thông máy thôi chứ không có bình đâu anh em ha. Rồi đầu nó bị sượn anh em nhé. Con này thì được đấy. Cốt cứng. Cốt cứng cò cứng luôn. 443 100K. 444 180K hàng Toshiba và Hitachi 7V2. 4, 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 4
10 ly. Cốt quay được. Cốt quay được, đầu cứng. Đầu bận rồi. Bận. Dẹp nè. Ủa nó thấy để volt ta, nhiều volt ta? 12 volt. Đây 7 volt 2. 12 volt rồi. 180k 12V. Rồi 444 180k cặp ạ. À. 445 180k, con màu xanh là 9V 6. Hàng Đài Loan anh em ha. Cò bóp được, công tắc đảo chiều còn luôn. Cốt quay được. Cốt quay được. Kẹp cũng được luôn. Con này 9V 6 hàng Đài Loan. Tiếp em này hàng Đài Loan hay em thấy nó để là 20V 4. Vôn kinh khủng. Cò bóp được. Chịu được. Cốt quay được luôn. Rồi ok luôn. Mã 445 180k. Bốn bốn sáu 300k. Con màu đỏ. Công tắc cứng. Công tắc cứng. Ba con này hàng Đài Loan hả? Cốt quay được. Cốt quay được. Làm nhanh lên em. Con này cốt không quay được. Cốt cứng, công tắc còn. Nhưng mà da dĩa nó bị xấu luôn em nhé. Đây. Con này công tắc được, cốt cứng luôn. Con này cốt cứng, công tắc được luôn. Mã 446 300k. Con này kiểu không xu 447 400k. Con hàng Panasonic. Một máy không có bình, không có ấy đâu nhanh em nha. Nút tù vặn vẫn được luôn. Con này con gì? Cò còn bóp được luôn. Panasonic. Ý là con máy gì ai lại không biết Panasonic. Máy máy gì? Panasonic đó. Ý là cái đầu gì xài chơi. Đầu đầu chụp cao su xem mất cao su rồi. Cái đầu này như thế này anh em nha. Ý hỏi máy bắn gì á. Panasonic EZ 447 400k. Nhưng cứ quay lên vậy là nhìn biết à, không cần học kỹ. 448 650k hàng Makita cưa kiếm. Công tắc còn chốc da anh em nhé. 36V. Đầu kẹp lưỡi còn. Thiếu gì? Đây
Cái này hàng không thang 36V, nó xài 2 pin là 18, 18 cộng lại là 36 anh em nha. Thì 484 650k luôn. Đấy, đây là nó có công tắc đảo chiều đây, hàng không thang anh em ơi. Con này loại không thang. Mất cái đầu này. Đấy. Đây, nó là 36V. JR360D. Đó. Rồi. Mã 448 650 luôn. Rồi đây 449. Rồi 650k luôn. Thì một con boss này là 12V anh em nha. Đầu dặn em. Rồi, đầu con này cứng anh em nha. Nói chung là nó không có, nó sét ngay nè, nó không có sét nhưng mà coi như là nó dặn phải lóc lóc cái kiểu gì á. Cái này thì quay được nè. Cổ khi tháo rời cái đầu. Tháo rời đầu ra luôn. À, không được. Không được. Đó. Rồi. Một con thân máy dở bên, với lại con này là boss 24V. Con này không có pin anh em nha. Đó, hai chức năng. Rồi, một cặp này 449 650k luôn. Rồi 450 380 luôn. Thì con này nó là con 12V anh em nha. Hàng của hết hết. Công tắc ok luôn. Rồi, con này cũng hết hết luôn. Con này đảo chiều cứng luôn. Con này đảo chiều nó cứng lắm. Loại này cứng lắm. Đảo được anh em nha, nhưng mà nó hơi cứng nè. Rồi 450 380 luôn anh em ơi. 450 380k luôn. Rồi con này 451, nói chung là mấy con này anh em giờ đường nào cũng phải vừa xin lại anh em nha, 130k. Đây. Đó, đầu ok nè, con này đầu coi như là lúc lắc thôi, anh em giờ vừa xin lại ha, 130k bao ship anh em nha. Rồi. 452 380k luôn. Đó. Con này đó, đảo chiều thì nó hơi cứng anh em nha, nó chỉ còn lại một ấy thôi. Con này 12V hàng đại lô, một cặp luôn, con này thì mới tin luôn nè, bốc wheel sonic cũng là 12V. Nhưng mà nó hơi cứng anh em ơi. Rồi 452 380 luôn. Rồi 453 400. Đó. Thì con này nó bị mất một cái nút cò này anh em. Đó, nó bị mất một nút cò nha, với lại con này EZ 6307. Quay đầu em. Quay cái đầu. Rồi cái đầu ok nha. Đó, con này thì bị mất cái cò. Rồi 453 400 luôn. Rồi 454 500k luôn, con này thì nó con mát anh em nha. Nó là con đây chức năng của nó đây anh em ơi. Em cũng chả biết nó mấy chức năng nữa. Ba chức năng này. Phải ba không? Đúng rồi. À, nói chung là không biết nó 2 hay 3 nữa, nó nhìn nó Rồi, đây chân pin của nó đây, mát. Con này nó là không có pin nha. À, hình như có một pin mát kìa. Coi trên đóng luôn rồi ạ. Có pin mát đó. Một cái giỏ pin đó. Đúng không? Đây. Siêu đẳng cấp luôn. Vẫn nhớ mà, nằm ngay đó. Đắt ghê. Vừa đó, vừa kỳ luôn á. Vừa. Này bao nhiêu vôn? 25V 2. Này 26V 1,5 không phải. Rồi không phải pin nó anh em ơi. Rồi 454 500k, một cái thân máy thôi anh em nha, không có giỏ pin. Rồi con này 207 anh em nha. 455 con này 14.4 con cưa kiếm anh em nha. 14.4 không có pin. Đấy, máy có thang anh em ơi. Thì con này. Đấy. Khó cò. Nó là một con cưa kiếm Hitachi 14.4 và 455 270k luôn. Rồi 456. 456 450k luôn anh em ơi. Đây. Thì nó là một con 456 450 luôn, con này 6914 anh em ơi. 6914 hay là 16 gì đó, cái thới này không phải là 6913. 6913 thì nó sẽ có cái nút này. Thì nó đúng con này là 6913 nè. Đấy, rồi hai con Makita 456 450 luôn. Rồi 457 130 luôn, con này đầu gỗ được rồi anh em nha. Rồi con này cũng ok luôn, rồi hai con 130k bao ship luôn em nha. Rồi 457 130 luôn. Rồi con này 458 108 luôn. À 308 luôn. Hai con này hàng Đài Loan anh em nha, hàng của Impact và Drift. Mấy con hàng Đài Loan này công tắc nó hơi cứng anh em ơi. Từ từ không phong phải bên đó anh. Mấy con hàng Đài Loan này công tắc nó cứng cứng á, anh em giờ làm lại nha. Con này được nè. Rồi hai con. Một con Bosque Impact, một con này con gì? Drift, Drive gì đấy. Rồi đầu con này ok luôn nha. 458 308 luôn. 459. Rồi con này 203 luôn, thấy con này nó là 12V bóng đèn anh em nha. Đấy. Anh em giờ test hơi xui anh em ơi. Makita ML 123.
Rồi 459 230 luôn. Rồi 460 308 luôn. Hai con này đại lon luôn, hàng của HH luôn anh em nha. HH. Này HH luôn. Hai con. Và hai con pin khác nhau anh em. Đó, cứng nè, công tắc cứng nè. Công tắc này cứng luôn nè. Rồi 460 308 luôn anh em nha, hai con ngoại hình nó đẹp thôi. Rồi 461 103 luôn, đầu con này ok nha. Đó. Rồi con này. Đấy. Rồi 461 130k luôn. Rồi 462 300. Con này nó là 36V anh em nha. Con này nó xài 36V, pin này hơi tốn tiền tí xíu. Đó. Con này đấy. Lửa con, nói chung là nhìn nó cũ kỹ thôi. Nó là 36V, còn một con cưa kiếm rồi 462 300k luôn. Rồi 463 350 luôn, con này là con boss, cũng là con cưa kiếm luôn. GSA24LV hình như con này 24V hay sao á. 24V anh em nha. Từ Marine Mexico. Rồi, con này đầy đủ phụ kiện rồi. 463 350k luôn. Rồi 464. Con này 400k luôn, 14V. Hàng của Hitachi, thân máy vỏ bên. Đó. Hitachi RB14DXL. Rồi, 464 400 luôn. 465 200k luôn đây ơi. Con này không có vỏ bên nha, bên này bên tròn, bên vuông. Con này nó xài bên vuông. Đó. 465 200 luôn. Rồi 466 450k luôn em nha. Đấy. Đâu? Đấy. 4.3 anh em nha, 4.3 thôi. 430k. Con này đầu. Bắt đầu rồi. Đầu cứng. Con này đầu nó không xét nhưng mà nó hơi cứng anh em nha. Con này đầu được nè. Con này 6207. Đó, giá 6207 một cặp luôn. Rồi 466 430k luôn. Rồi 467 hai con này 9.6 nha. Đó. Đầu này đẹp nè. Rồi đầu dặn được nha, một con 9.6, có hai con có bên thôi. Con này cứng nè. Rồi hai con 9.6 như nhau luôn. 467 280k luôn. 468 100 luôn em ơi. 100 hai con này, hai con súng AK đem về lấy phụ kiện lấy đầu gì anh em lấy ha. Rồi 2468. Con này cứng đầu anh em nha. 100k luôn. Rồi 469 550 luôn. Con này bị dính công tắc này anh em, 12V anh em ơi. Đó. Này đấy, vỏ bên nó hơi tét tí xíu nè. Nó là 12V boss. Còn con này 14.4, này đảo chiều được. Đó. Lúc đảo chiều nó gãy rồi anh em ơi. Rồi, cặp boss này con 14V, con 12V 550 bao xíu anh em ơi. Rồi 470, hai con Bana. Một con EZ 7544 650k một. Ủa, con này xét quá ta. Con này đâu phải có thờ. Con này có thang không ta? Con này có thang. Rồi 470 hai con 550 thôi anh em nha. Hai con này cái đầu nó xét cứng rồi nè. Đấy. Đầu nó xét cứng rồi, xấu rồi. Rồi hai con Bana 470. Rồi 650k. À quên, 550 anh em nha, 550. Rồi 471 308 luôn, 12V một cặp. Hitachi. Cặp fit anh em ơi. Con này quay được. Rồi. Ok, 471 380k cặp 12V luôn. Rồi 472 250 luôn, con này EZ Panasonic. EZ 4540. Đây, răng còn ok nha. Răng còn ok. 472 250 luôn. Rồi 473 400 một cặp của thằng Black Docker luôn. Rồi ok nha. Công tắc bóp được. Con này thì nó là rồi, công tắc bóp ok luôn. Đầu cổ. Rồi ok luôn. Con này thân máy giả binh. Con này có một thân máy thôi, 473 400k một cặp này luôn. 474. 250 luôn. Đó. Con này cũng như con đợt trước Madin da băng luôn anh em. EZ 4540, răng cổ còn ok luôn. Rồi 474 250 luôn hết chưa? Còn nhiều mà. Rồi 475 300. Ủa sao lại 300? À đúng rồi, đúng rồi. Con này 12 anh em nha. Đó, con này 12V, hình tưởng là 9.6 chứ. Con này 12V, đầu cổ ok nè.
một con. Con này 9 quân, con này 7 quân. 7 quân 2. Rồi, hai con. Rồi, hai con này 300k bao ship anh em nha, 475 300. 476 230k luôn, một con Hitachi và một con Makita 9 quân 6. Dạng đầu này. Này nó lóc, này nó lóc. Cái đầu cốt trong thì quay được anh em nha, cốt trong thì quay được, còn khúc đầu thì anh em giờ lóc lóc lại ra lại anh em nha. Nó không xét đâu. Rồi 476 230k cặp này luôn. Một vít thạch cao. Là một con khon 47 150 luôn. Con này vít thạch cao anh em nha. Đó, công tắc nó cứng cứng nè. Vít thạch cao và một con cỏ. Rồi 477 150 bao xíu luôn. Rồi 478. Rồi hai con này EZ7544 cò bóp được nè. Con này nữa rồi 478 600k một cặp này luôn em nha. 478 600 một cặp. Rồi 479 250 luôn. Thì con này nó là một con cưa kiếm anh em nha, hàng của Lắc Docker. Con này nó 10.8 không có pin. Đầy đủ phụ kiện thôi, không có pin đâu anh em nha. 479 250 luôn. Rồi 480. Con này 150k luôn. Thì cái con này nó cũng là 10.8 luôn, nhưng mà con này hàng Trung Quốc anh em nha. Con này hàng ở Trung Quốc. Rồi 470 150 luôn. Đưa đưa con kia qua lại vậy mà. À đúng rồi, 480 đúng, 480. Rồi 481 300k anh em nha. 481 300. Đó, một con vít cặp 2.4V EZ6220. Đó. Đó, EZ220 và một con Black Docker. Đấy. Rồi 481 300k hai con. Rồi 482 150 luôn anh em ơi. Đó. Rồi 482 150k luôn. Đó. Một cặp, một con Makita và một con hàng Hometo, hàng Trung Quốc, đầu cổ ok nha. Rồi 482 150 luôn. 483 con trà nhám 230k luôn. Con này nó hơi hở hở nè anh em ơi. Đó. Đây nhìn nó như hàng Trung Quốc anh em nha, chứ không phải hàng Nhật nồi đâu. Con này nó 12V nè, không có pin. Đó, hàng Trung Quốc, trà nhám. Rồi 483 230k luôn. Đấy, nó hơi hở nè anh em nha, nhìn về dọn lại nha. 484. Đấy, mà em chia ra con 12V này mà. Đó, 12V anh em ơi, 12V hàng cỏ anh em nha. Ba cái con này coi như hàng Đài Loan Trung Quốc xuất anh em ơi. Còn con này cũng là 17.2. Đó. Hai con, hai đầu ok nè. Rồi, nhìn con hình nó đẹp thôi, nhưng mà coi như là nó chạy coi như không ngon lành gì đâu anh em nha. 150k 484. Rồi, hết chưa? 485. Rồi cặp này RB 12V. Đó, hơi xấu anh em nha. Con này hơi xấu. Cặp này hơi xấu, 300k bao ship anh em nha. Đó, anh em giờ lấy phụ tùng anh em giờ dọn lại ha. Này riêng thui hơi xấu. Rồi 485 300. Rồi con cặp này bảy luôn em, cặp mà cặp nâng bánh xe này anh em. À, bữa anh em chốt cái chục anh em chốt rồi chốt không được, còn còn người chốt được thì không cọc. Đấy. 486. Anh em chốt mà lưu ý giùm em ha, thì coi như là mỗi một lần quay thì nó hay quay hàng cũ lại thì nó khó lắm. Cho nên là anh em lưu ý kỹ giùm em, khi quyết định chốt thì cọc bên em ở đi nha. Còn nếu mà anh em không cọc mấy hàng nặng nặng thì không bao giờ đi cốt được. Đấy, thì coi như anh em chốt xong mà đợi 4 5 ngày sau mà đợi coi như là em quay lại lần thứ hai thì lần sau anh em chốt em sẽ không bán nữa anh em nha. Đấy. Đó là ấy, chứ tại anh em không uy tín với em thì em sẽ không uy tín lại anh em nha. Đó. Anh em quăng chốt xong này bán cho người khác là chuyện bình thường luôn ấy. Rồi 486 350 luôn. Chiều cao của nó là 15. Đó, bộ nâng. Đó. Nâng lên. Rồi 17. Đấy. Rồi 4 cái bánh nó nâng này 350k bao ship anh em nha. Mà anh em có đổi ý á, thì anh em chốt xong anh em đổi ý thì trong vòng 10 15 phút đổi ý giùm em để em bán cho nó dễ. Chứ đợi bán mấy ngày sau anh em đổi ý nghĩa là em không có bán được á. Này mà nói chung là anh em vừa vệ sinh lại nha, cái nó cứng, cái cứng cái lên nè, vừa vệ sinh lại. Rồi 486 mã cuối cùng luôn, 350 anh em ha. Rồi kết thúc chương trình chiều trưa ngày hôm nay thì em lên lô bin này, anh em xem được con nào ủng hộ em ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Em đi ăn cơm trưa thì đúng 12 giờ rồi. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.